Nhận định, soi kèo U23 Myanmar vs U23 Philippines bán ở SEA Games 31. Nhận định U23 Myanmar vs U23 Philippines bán A bóng đá nam SEA Games 31, 16 giờ ngày 10 tháng 5. Dự đoán kết quả, soi kèo U23 Myanmar vs U23 Philippines. Trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Philippines tại bảng A bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra lúc 16 giờ ngày 10 tháng 5. Nhận định U23 Myanmar vs U23 Philippines. U23 Myanmar đã rất chật vật mới vượt qua được U23 Đông Timor trong ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 31. Lối chơi của đội bóng này không có quá nhiều điểm giống ngoài tinh thần chiến đấu đến cùng. Mặc dù vậy, sự sơ hở nơi hàng thủ là điểm yếu quá lớn và nó hoàn toàn có thể khiến Quỳnh Đình Tung cùng đồng đội phải trả giá đắt. Với 3 điểm đã có trong tay, U23 Myanmar dĩ nhiên muốn có thêm một chiến thắng để sớm định đoạt tấm vé đi tiếp, nhưng nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng. Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines đang rất hưng phấn khi cầm hòa được U23 Việt Nam để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A. Đương nhiên, huấn luyện viên Stuart Holler và học trò không muốn đánh mất lợi thế đang nắm giữ. Chỉ cần thêm 3 điểm, Philippines gần như sẽ cầm chắc tấm vé vào bán kết. Đội bóng có biệt danh Ách Cầu Thẳng cũng không muốn sẽ chân bời ở lượt đấu cuối, họ sẽ phải chạm trán Indonesia, đội bóng đang rất khắc điểm. Khả năng phòng ngự chắc chắn là điểm mạnh nhất của Philippines, nhưng trong một ngày chơi thăng hoa, họ cũng tấn công rất sắc nét. Xét mọi mặt, U23 Philippines được đánh giá nhìn hơn đối thủ và nhiều khả năng họ sẽ giành chiến thắng. Dự đoán kết quả U23 Myanmar vs U23 Philippines 0-2. Phong độ U23 Myanmar. Phong độ U23 Philippines. Đội hình dự kiến: U23 Philippines Kamerat Nevikalukarin, Sokup, Andrit Leiders, Oskari Kekunin, Dennis Jung, Jovin Bedic, Olivias, Miguel Mendoza, Imiros Lilo, Kristen Rontini. U23 Myanmar, Bia Fiuthu, Hinh Linh, Xe Mekia, Zetin Xe, Giang Kia Xe, Lê Quyên Mê Ung, Miak Cao Khan, Thép Phê Âu Quay, Quyên Đình Tung, Giao Quyên Thân, Ung Cô Na Xe. Tỷ lệ cược U23 Myanmar vs U23 Philippines. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.